Hi, hey, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh cố vấn pháp lý official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thương binh hạng 4 trên 4 có được nhận thêm chế độ bệnh binh hay không. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay, cũng như là bớt, thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. thì thương binh 4 trên 4 hay thương binh hạng 4 trên 4 là thương binh bị mất từ 21% đến 40% sức lao động do thương tật, giảm nhẹ khả năng lao động. Căn cứ quy định tại khoản 3, điều 6 pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, thì một người vừa là thương binh, vừa là bệnh binh thì được hưởng trợ cấp phụ cấp thương binh và bệnh binh. Đối với trường hợp thương binh đồng thời là bệnh binh thì được hưởng thêm một chế độ trợ cấp hàng tháng từ tháng Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo quy định tại khoản 3, điều 45, nghị định số 131 năm 2021 của chính phủ. Như vậy, người được công nhận là thương binh hạng 4 trên 4, nếu đáp ứng đủ điều kiện được công nhận là bệnh binh, thì sẽ được hưởng đồng thời trợ cấp ưu đãi đối với thương binh và trợ cấp ưu đãi đối với bệnh binh theo quy định của pháp luật vừa nêu. Mức hưởng trợ cấp hàng tháng của thương binh hạng 4/4 căn cứ theo tỷ lệ thương tật và hiện nay được xác định theo quy định tại Nghị định số 55 năm 2023 của Chính phủ, dao động từ mức 1.384.000 đồng một tháng đến 2.635.000 đồng một tháng tùy vào tỷ lệ tổn thương cơ thể. Ngồi việc được hưởng trợ cấp thương binh hạng 4/4 còn được hưởng các chế độ khác bao gồm được nhà nước đóng bảo hiểm y tế và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế. Được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần. Được ưu tiên hỗ trợ trong giáo dục và đào tạo, tạo điều kiện làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể. Được cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình, phương tiện thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên được hỗ trợ cải thiện về nhà ở căn cứ vào công lao hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất ở chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở công nhận quyền sử dụng đất ở khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước được ưu tiên giao thuê đất mặt nước mặt nước biển ưu tiên giao khoán bảo vệ và phát triển rừng được vay vốn ưu đại để sản xuất kinh doanh được miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật được nhà nước hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu bao gồm nhà xưởng trường lớp trang bị thiết bị được vay vốn ưu đại để sản xuất kinh doanh miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho thương binh người hưởng chính sách như thương binh bệnh binh sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong công an nhân dân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 40% thì được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét công nhận là thương binh hạng 4 trên 4, cấm giấy chứng nhận thương binh và hy hiệu thương binh khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu để bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ an ninh quốc gia làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong địa bàn địch chiếm đóng địa bàn có chiến sự địa bàn tiếp giáp với vùng địch chiếm đóng trực tiếp đấu tranh chính trị đấu tranh binh vận có tổ chức với địch bị địch bắt tra tấn vẫn không chịu khuất phục kiên quyết đấu tranh mà để lại thương tích thực thể làm nhiệm vụ quốc tế dũng cảm thực hiện công việc cấp bách nguy hiểm phục vụ quốc phòng an ninh trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu diễn tập và làm nhiệm vụ phục vụ quốc phòng an ninh có tính chất nguy hiểm do tai nạn khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở địa bàn biên giới trên biển hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn theo danh mục do chính phủ quy định trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm đặc biệt dũng cảm cứu người cứu tài sản của nhà nước của nhân dân hoặc ngăn chặn bắt giữ người có hành vi phạm tội là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh giáo dục lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Như vậy là kênh vừa trao đổi xong với mọi người về việc thương binh hạng 4 trên 4 có được nhận thêm chế độ bệnh binh hay không. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé.